mà có như thế này là tốt đó. Thiệt là ưng cái bụng quá đi. Trời ơi, mấy thằng này diễn trò trên sân hả? Đây là sân thi đấu chứ có phải là sàn diễn đâu như vậy chứ. Nè mấy cậu, chờ tôi với. Năm nay tôi đã hơn 70 tuổi rồi đó. Đợi giới được không vậy? Thôi đi bộ cho nhanh. Ồ, có nhà mình đi bộ cũng khá đó chứ.